Nếu các bạn muốn mua robot cực kỳ nhanh chóng uy tín và chất lượng, hãy truy cập về shop kimro.com. Bạn sẽ có ngay robot cực kỳ nhanh chóng và chất lượng ha. Thì hiện tại là các bạn có thấy không? Đây là muốn được rút được robot phải đợi tới 10 tới 13 15 tới 30 ngày nha các bạn. Thì mình nghĩ cái này chắc là shop nào cũng bị thôi các bạn, tại vì hiện tại là Roblox rất làm căng, cái gì gọi là sao ta? Làm căng mấy cái vụ mà rút robot các bạn, nó rất là khó luôn ha đó. Nên mấy bạn thông cảm cho shop ha. Rồi. Thì shop hiện tại là có mua robot rút nè. Robot chính hãng và robot siêu rẻ ha. Đó. Đây. Và có thêm một phần mới đó chính là mua account Roblox nè các bạn đây. Wow. Bán ngặt trong lock fruit nè các bạn, đó lobby nè. Ồ. Oh. Đó các bạn thấy không? Đây. Đó, rất là nhiều đỉnh cao nha các bạn đó, thì các bạn có thể vô và mua ngặt trong này ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình là Ni đây, và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với tựa game Titan nha các bạn. Đó, cái tựa game này là tên gì đó mình quên rồi các bạn ơi, cái tên gì mà Titan Sitting Game gì đó các bạn. Typical Titan Sitting Game gì đó. Đó. Rồi, thì có rất là nhiều bạn ủng hộ mình làm cái kiểu cái tựa game này các bạn. Đó, nên mình sẽ tiếp tục làm ha. Thì mình sẽ làm tiếp tục theo yêu cầu của những bạn ở cái clip trước đó nha bạn. Đó, thì bạn nào comment bên dưới đi ha, bạn nào được nhiều lượt like thì mình sẽ thực hiện của bạn đó ha. Và mình ưu tiên bạn nào mà nhiều lượt like nhất nha bạn. Đó, thì ở clip cũ thì có một bạn cực kỳ nhiều lượt like luôn, bạn đó tên là Việt Anh Nguyễn Vũ ha. Đây các bạn có thể thấy ha, đây. Bạn đó kêu mình làm Titan hàm với lại Titan thú nha mày. Titan khỉ và Titan hàm hả? Hai Titan này với 184 lượt like, trời ơi nhiều quá nha mày, nhiều vãi luôn á, nhiều kinh khủng luôn. Đây thì bây giờ mình sẽ thử Titan hàm với Titan thú ha. Titan hàm tên gì vậy? Thì giống mình nói rồi đó, mình chưa có coi phần 4 nha mày. Đó, mình là mình đang để dành phần 4, mình để dành phần 4 ra hết mình mới coi nha. Nên có nhiều bạn nói là coi Titan gì, Titan ngựa các bạn, là nữ mà mình còn bất ngờ luôn mà. Cái gì mà nhân vật nữ gì mà Titan ngựa gì kỳ vậy, nhìn Titan ngựa thấy gớm mà. Phải không? Titan ngựa gì mà bò bốn chân, là bò còn không đứng được hai chân nữa mà biến thành nữ cực đẹp luôn các bạn. Đó. Cái đó mình còn bất ngờ các bạn, mình chưa có coi phần 4 á. Kiểu vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi tiếp Titan hàm trước nha mày. Mà Titan hàm tên gì á? Này phải không ta? Thấy này, Titan hàm tên gì á? Titan hàm mình như tên là cái này phải không ta? Cho mình biến thử nha bạn. Cái gì có nhiều dạng vậy? Cái gì có Titan Firm nè. Ơ, đây. Ơi lộn. Titan Firm này là cái gì ta? À, đổi dạng Titan mà sao mình không đổi được ta? Không cho đổi bạn ơi. Đây nè, giờ chọn lại nha. Đây đúng không? Còn cái giò này là gì? Cái giò này hình như là Titan ngựa đúng không ta? Vậy mình chọn này nha. Phải không? Cái này phải không? Cái này không chọn được nhá mày, không chọn được nè, Titan Chrome không chọn được nè, không bấm được luôn. Biến thử rồi, Titan gì vậy? Hư. Ây ơi, Titan ngựa các bạn ơi, đây Titan ngựa nè. Rồi thôi, mình sẽ để dành ở clip sau nhá bạn. Đó bạn không? Nghĩ sao con Titan ngựa nhìn thấy gớm như mà nữ đó. Xạo thiệt chứ. Vậy thôi, mình bỏ nha. Từ từ mình sẽ review lại sau ha. Để mình đang thực hiện cái yêu cầu của bạn kia mà. Vậy là Titan hàm sẽ là chiếc khác nè. Gì vậy? Ôi bị giờ. Oh no. Cái gì vậy? Vãi cái game thiệt. Rồi giờ mình sẽ chọn lại nha bạn. Như vậy là Titan này chắc là Titan hàm nữa bạn. Thì mình chọn Titan hàm nha. À cái này có có nhiều loại đó chứ. Chịu rồi, cái này không coi phim không biết luôn. Này là gì đây? Boko là ai đây? Đâu biến hình thử Boko. Đây mình sẽ chọn từng người nha. Đâu rồi? Đây nè bạn, đây là mấy Titan hàm nè. Wow, các bạn thấy không? Titan hàm là có cái hàm rất là sắc nhọn luôn. Ủa, có móng nữa hả ta? Mình tưởng có cái miệng không á chứ. Mình tưởng Titan hàm là tại chữ hàm các bạn là chỉ có cái miệng thôi chứ. Là cái miệng cực cứng luôn, có thể cắn bể cái gì mà lớp kim cương á các bạn. Nghe nói là vậy thôi. Ai ngờ có móng luôn à. Ghê vậy. Ui, nhảy cao lắm nha các bạn. Các bạn nhìn mình nhảy nè. Nhảy cao đó chứ. Và cao đó các bạn, khi cao sẽ đứng lên nha. Ủa, nhìn cái tướng đứng ngầu quá vậy. Các bạn nhìn nè. Mình chỉnh mắt cấu hình nên nhìn nó kiểu nó mờ ảo ha các bạn, nhìn nó hơi mờ á nè. Mình chỉnh để nhìn sẽ rõ hơn ha. Kiểu cái tựa game này mình khi mà các bạn chỉnh mắt cấu hình lên á, nó có sương mù các bạn nên nhìn nó không có rõ á. Đó, này nhìn rõ nè. Ui, rất là xa nha các bạn. Đây, cho các bạn nhìn rõ nè, đây cái tướng đứng rất là ngầu như các bạn, giống như là sư tử hay là sói á.
nhìn ngầu ha, một tay vịn này, một tay cào nè. Đó, rất là ngầu luôn. Và khi cào là sẽ đứng lên cào vậy nè. Mà máu rất là thấp nha mày, máu có 2.500 nha. Máu gì có chút ép vậy trời. Chán à. Máu thấp quá à, BB chắc Titan này khá là yếu nha mày. Thì mình sẽ khi mà mình review hết tất cả các Titan trong đây á, thì mình sẽ làm một clip kiểu cuộc chiến giữa các Titan á bạn, là mình sẽ lấy Titan này vs với lại Titan kia á bạn. Đó thì các bạn cứ đợi ha, khi mình làm hết cái kiểu cái series mà review hết Titan á, thì mình sẽ cho các bạn coi những Titan nào đánh nhau, Titan nào sẽ là đứng vô địch nha bạn, kiểu vậy. Titan nào sẽ là mạnh nhất trong game thôi nha, chứ trong phim không có tính. Rồi giờ mình cào bo thử nha bạn. Wow, wow, ôi trời, rồi chết queo. Một wow luôn á, một wow luôn á. Giờ nút mình quên luôn á chứ. Bây giờ nút ép lần nữa là mình sẽ hóa giải này thôi. Giờ không có nút ép nha. Giờ nút nào ta? Ship không được luôn nè. Cào nè. Nút E là gì? Storm mà. Nút E là dậm như bình thường đó bạn. Tự nhiên dậm á bạn. Mấy con khác cũng vậy luôn, tiện đứng dậy dậm vậy cái. Mình chả biết làm gì nữa. Đó. Bo thì xin đâu vậy, đâu rồi? Bo đứng đây, đứng đây đi. Đây đây đây. Giờ mình qua chỗ bo nha mày, bấm R như là gầm nè. Giờ mình gầm thử coi coi. Gì ghê vậy? Gầm nhìn ghê vậy? Còn G như là cầm nữa mày. Ý, gầm mỏ nè, lấy mỏ gầm này, từ 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 từ. Lấy mỏ gầm nè mày. Ồ, gầm không trúng, từ từ, lại. Gầm trúng không? Xác vô, đúng rồi. Ủa, sao kỳ vậy? Gầm không trúng, vô nữa, đúng rồi. Đây, lại nha. Ủa sao kỳ vậy, cầm không được. Mấy con khác là sẽ cúi xuống cầm được nha bạn. Sao nhân vật này mình cầm không được. Này không trúng nè. Đứng ngay cái mỏ ngay. Đứng ngay cái mỏ đi. Đây. Được rồi. Ui vãi. Ủa mình bị gì vậy bạn. Kỳ hả? Đó bị gì. Kỳ lắm bạn. Cái game này khi mà mà cầm được á, nó sẽ bị vậy bạn đó. Mình chả làm gì luôn nha. Mình thả tay rồi đó. Đó nó tự vậy đó bạn. Ui mình gặm ngay môi luôn nè. Ô hay quá nha. Ô game này hay quá à. Ô game này làm chuẩn đó chứ, hay nhờ. Đó, có cái gầm này nhìn cái mỏ hơi ghê các bạn. Rồi, vậy là xong hai chiêu ha. Cái chiêu H là hồi máu bạn ơi. Chiêu hồi máu thì bạn nào cũng biết rồi, chỉ cần bấm H là sẽ được hồi máu lại thôi. Nhưng nên mình khỏi nói ha. Giờ mình tới chiêu B nha. Chiêu B là coi camera ở trong. Và tiếp tục là chiêu N là gì đây? Che cổ à. Ô, cái này chỉ lấy cái tay che cổ vậy hả? Ôi vãi. Lấy cái tay che cổ vậy hả? Ôi, kiểu Titan trong này có nhiều cái thứ các bạn, nên người trong này lỗ hay sao á. Tại vì người bình thường là mình trong phim á thì bá không nói rồi, chứ nhưng trong này mình rất là điều khiển khó luôn á. Mà chỉ có điểm yếu là sao gáy thôi mà còn bị lấy tay che nữa, kiểu vậy khó. Nên người trong này chắc khó chơi à. K không được nè. Rồi nút X nè. Nút X không được nha mày, chỉ có nút Z thôi nè. Ủa, nút Z không có gì luôn. Vậy là nút Z không có gì luôn nha mày, nút X với Z không có gì luôn nè. Vậy là con nhân vật này sẽ không có kỹ năng đặc biệt nha mày. Đó chỉ là bình thường thôi, chỉ là chạy chỉ có chạy nhanh với lại nhảy rất là xa nha mày. Nhảy cực xa luôn á chứ. Ui, nhảy xa vãi. Rồi, reset. Ủa, quên, mình phải hóa giải đã. Quên. Đó, hóa giải. Rồi bây giờ mình sẽ chọn dạng khác của Titan này nha mày. Đó, mình sẽ chọn một dạng khác. Rồi. Đây rồi, cho Titan nè. Rồi, mình sẽ chọn người khác nha. Thì chiêu thức thì vẫn vậy nha bạn, nên mình chỉ review các thôi là cái hình dạng như thế nào thôi á, kiểu vậy. Rồi. Đây, những vật này đầu tóc màu nâu nha bạn, tóc màu nâu chứ không phải tóc màu vàng. Đó, tóc màu nâu. Đó, cũng y chang thôi bạn ơi, chỉ khác cái hình dạng ở ngoài thôi á. Rồi, vậy là những vật này là tóc màu nâu nha bạn. Rồi ra. Ra thôi. Ra xong mình cứ bị văng lên đó nha. Rồi reset cho nhanh. Ôi nhìn cái xác nó bị bốc, bị phân hủy đó mày, nhìn hay đó chứ. Rồi. Tiếp tục. Yumi. Ô, Yumi nè. Yumi luôn nè, ghê vậy. Kẻ hình như đó là tối như gì Titan tối thượng, gì Titan gì đó. Titan gì đó. Đó. Ô. Yumi là Yumi là bạn của gì á, đi chính xác chung á. Cái gì á mình quên rồi, chứ không phải là Titan Thủy Tổ. Có hai Yumi lận. Phải không ta? Cái này là như là bạn của gì nhân vật tóc vàng á, bạn nữ luôn á. Nhân vật này cũng là nữ luôn nè. Nhớ vậy thôi bạn ơi, chứ không nhớ lắm. Đó, nhân vật này thì có mặt mũi đầy đủ nha bạn.
đó, chứ không có còn nguyên cái mặt màu trắng ở trước bị bộ xương lòi lên nha mày. Đó, đây là có mặt đầy đủ luôn. À, mình nhìn Titan này mới biết là Titan hàm luôn á chứ. Ui vãi vậy. Ô, giờ mới biết luôn á, Titan con nhân vật Imi này là Titan hàm á chứ, mình tưởng con bốn chân bò bò thôi chứ. Như con lùng á. Ô, hay thế nha. Được. Rồi, giờ mình sẽ chọn nhân vật cuối cùng nha. Rồi, spam ngon. Rồi, chọn nhân vật cuối cùng mới được. Đây. Faco. Faco lại đây. Hừ. Ôi gì vậy? Ui. Ô. Nhân vật này có lông luôn nè mày. Cái này là như là thú luôn rồi chứ không phải là Titan hàm nữa đâu. Cái này giống dạng Titan thú rồi bạn, hình như có lông phải không? Cái này phải lông không hay là da người vậy? Cái này lông hay da người ta, tại mình không có coi tới phần này các bạn ơi. Nhìn giống chim hả bạn? Hả? Nhìn y chang chim luôn á. Nhân vật này không biết có gì khác. Oh my god, biến thành chim luôn kìa. Thấy không? Ui vãi. Ủa vậy là mỗi người có một skill đặc biệt nha bạn. Ây da, toàn rồi, nãy giờ mình không có review skill đặc biệt của mỗi người. Ủa rồi sao xuống? À, thả. Thả. Ô, biến thành chim luôn hả bạn? Hay quá vậy. Nhân vật này hay nha. Đó bạn thấy không? Biến thành chim luôn nè. Ui. Rồi xong rồi. Giờ bà bay một chút là tự thả nha mày. Rồi hiểu rồi. Vậy là nhân vật này là có skill đặc biệt nha mày. Có thể biến thành chim luôn nè, này là lông nha mày. Wow. Vậy là mình phải review lại rồi các bạn ơi. Toàn rồi, mình tưởng y chang nhau á. Vậy là mỗi người có một đặc điểm khác nha mày. Vậy mình thử cho mình coi skill này đây. Mỗi người có một đặc điểm riêng, có một chiêu đặc biệt riêng luôn, mỗi Titan mỗi người sở hữu luôn. Đây. Không có gì nha bạn, này Titan này không có gì nè. Rồi ok, bỏ. Ô, cái sau lưng nè, cái sau lưng này giống như cái tai nghe các bạn. Các bạn nhìn sau lưng giống cái tai nghe đó, nó giống hai cái tai nghe với nhau á. Trong cái hộp tai nghe á, bạn nào mà có mua tai nghe biết á. Tai phone chứ, tai phone điện thoại. Rồi giờ tới Imi. Ô, nhân vật kia có biến thành chim luôn á chứ, hay nhờ. Hay thật sự á chứ. Rồi làm gì không? Không luôn nha bạn, vậy là chỉ có nhân vật kia thấy lạ lạ nên nó có chiêu đặc biệt thôi. Rồi, vậy là xong ha. Wow, nhân vật này đã ha, có thể bay được luôn kìa. Ngon thật sự. Rồi bây giờ mình tới Titan thú nha. Mình sẽ qua Titan thú. À, không nhầm rồi. Lại phải hủy. Hủy. Rồi đi xếp cho nhanh, tại vì đợi mấy giây sau mới biến hình được bạn. Chỗ này nhìn mặt kìa, nhìn mặt như mặt mèo á. Rồi Titan thú nè mày, biết Titan nè. À, có hai người nha mày. Ơ, accident này hình như là tối thường lắm ta. Yeke nè, của Zik hay là Yeke á bạn ơi. Rồi Yeke coi Titan khỉ của Yeke như thế nào đây. Ui, nhìn giống thật sự luôn á. Mà không có nút chạy hay sao ta, đi chậm quá à. Không có nút chạy. Trời ơi, cái bụng nhìn chán thì sợ, cái bụng bự kìa. Nhìn cái bụng bự kìa mà mắt. Ui, nhìn đẹp hả bạn, Titan trong này làm nhìn giống nó chứ nè bạn, nhìn nè. Y chang luôn á chứ. Không biết dính bản quyền hay không nhưng mà thấy y chang luôn chứ. Đó, đập đó bạn. Chuẩn khỉ luôn á, đập uổng bo đâu. Hồi sinh thì đứng tại chỗ luôn á. Đâu rồi, bo đâu rồi. Mình gõ bo mới được. Hồi sinh đi, reset đi, L reset đây nè, đó, reset sẽ đứng đây nè. Để mình đập bo mới được, đây. Ồ, Titan này 4.500 máu nha bạn, Titan này cũng châu đó chứ, hình như Titan khác 3.600 á. Còn Titan khỉ này tới 4.500 luôn cũng châu. Đập nè. Rồi giờ tới E là dậm nè. Dậm như bình thường không như hết, còn gầm thử coi. Gầm cũng y chang nhau các bạn ơi, gầm cũng không khác gì lắm. Rồi, gầm y vậy ha, giờ tới G là cầm nè. Đó, cầm. Đâu, bo đâu rồi. Ô, bo đâu mất tiêu rồi. Hồi sinh ngẫu nhiên à. Hồi sinh ngẫu nhiên các bạn ơi, không có đây. Hồi sinh nữa. Giờ mình qua chữ N đi, che cổ đi. Ô, vậy là con hóa đá luôn nha bạn. Wow, con hóa đá luôn nè. Mà cái miếng kim cương trong phim thì nhìn đẹp hơn. Cái miếng này giống như miếng gạch đó các bạn ơi. Nguyên miếng hình vuông nhảy lên, nó hiện lên, nó che mắc cười quá. Rồi giờ cầm bo thử nha bạn. Đây, cầm nè. Cầm hụt rồi. Cái này cầm khó trúng lắm nha các bạn.
Với lại lúc mà đánh nhau thì rồi mấy nhân vật này còn đi di chuyển nữa, sao cầm chúng trời. Không, đứng cái chân á xích qua nữa. Ờ đúng rồi, rồi rồi rồi. Không cầm được, xích qua. Không, xích qua á. Ờ qua nữa mà nữa. Ờ đúng rồi. Dứt, rồi cầm được rồi nè, khi cầm được nó sẽ bị gì đó bạn. Rồi ăn. Ọc. Ngon. Xong. Rồi bây giờ mình sử dụng chiêu đặc biệt nhé mày. À chiêu ít không bao giờ có chiêu đặc biệt thật sự, chỉ có chiêu Z thôi. Đây. Đó, cầm cục đá lên quăng liền. Nè nè, bo đứng rồi, cầm cục đá quăng nè. Ờ đứng xa ra, vừa đứng gần quăng không trúng á. Đâu rồi. Ủa chiêu hồi lâu gì vậy? Nhớ trong phim thích cầm đá lúc nào quăng cũng được mà trong này hồi lâu kinh khủng quá chứ. Đây. Ý ơi cầm này này. Ơ. Khó trúng lắm nha các bạn, phải cực xa kìa. Mình chỉ gì đó không có trúng, nó cụ kiểu phải quăng từ xa luôn á. Khó trúng lắm. Cái chiêu đá này phải đứng xa nữa nè, giờ mình đứng đây đi. Đó, đứng đây đi. Quăng mới trúng nè. Đó, bỏ đứng đó chắc quăng trúng rồi đó. Giờ quăng nha. Chiêu hồi lâu giả mang luôn á chứ. Nhìn cùi. Rồi ha. Rồi bây giờ mình đã review xong các bạn Titan khỉ Yeke rồi ha. Mình giờ sẽ qua Titan khác nha. Đây, mình chết luôn. Qua cái dạng tối thượng Hidden đây. Cái dạng hình như dạng mạnh nhất hay sao các bạn ơi. Ơ reset không cho luôn nè, không cho reset luôn nè. Rồi không cho reset luôn, xong luôn. Rồi, được rồi, ngon rồi. Rồi, Titan khỉ lại. Đây. Coi dạng cuối này có gì đặc biệt nha mày. Ui. Gì vậy? Gì? Này con trâu hay con khỉ vậy? Ô, từ. Ồ, sao từ khỉ thành trâu vậy bạn ơi? Này giống trâu quá à. Mà cái này bị gì vậy? Giống như không có da nữa bạn ơi. Nhìn cái này nhìn ghê quá vậy. Giống như bị lát hay xương à. Bị gì á. Còn này mày hồi đó cái tay phone nè. Rồi giờ này chắc như bình thường á chứ. Đập nè. Cầm nè. Ơ bị gì á. À bị chặt bo. Bị bo sặc cái chân của bạn ơi. Rồi gầm vẫn vậy nè. Đó. Cũng vậy luôn, không gì khác biệt hết. Có C. Ủa vẫn ném đá luôn à. Không gì đặc biệt luôn mấy bạn. Chỉ khác hình dạng thôi chứ. Đó à. Sáu múi nha bạn. Không có bụng bự. Cái kia bụng bự hơi xấu tí. Còn này là ngu ma dương. Sáu múi là nhìn ngầu hơn rồi. Cái này giống heo hơn các bạn ơi, cái mũi heo mà đúng không? Nè cái này mũi heo mà tại sao lại có sừng trâu kìa? Đào mình đứng xa đằng bò là tí nha bạn, rồi ném được rồi nè. Đó. Còn không trúng luôn. Khó trúng dạ mày. Rồi. Thôi thì chắc mình kết thúc clip tại đây ha bạn. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like và một subscribe kênh mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Rồi các bạn cứ comment kiếm bên dưới ha. Thì bạn nào mà được nhiều lượt like giống như Titan khác nhau á, thì các bạn nhớ coi những tập trước của mình nữa. Thì mình đã review hết hình như là mình đã review tổng cộng là 6 Titan rồi nha bạn. Ô, Titan này biến. Ô, Titan này đẹp mày. Titan này bỏ xác đẹp lắm á. Bạn nhìn này đó. Bỏ cái xác này là ngồi khoanh đùi lại nha bạn. Nhìn đẹp. Hình như là mình đã review hết 6 Titan rồi đó. Là chỉ còn 2 Titan cuối cùng thôi đó phải không ta? Mình nhớ không lầm là vậy á. Không cho chọn với ta đây, hình như là Titan rồi nè. 2 nè. 3 nè, 4 nè, 5 nè. 6 rồi đúng rồi bạn ơi, chỉ còn 2 Titan cuối cùng luôn. Đáng lẽ 9 Titan mới đúng á, mà trong này có 8 Titan nè. Hình như là còn Titan nữ với Titan ngựa nữa là xong rồi. Rồi, thì chắc mình kết thúc clip tại đây ha. Thì các bạn mà thấy hay cho mình xin một like và một subscribe kênh mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Còn bây giờ thì bye bye.